Cảm nhận của học viên nâng cao khi tham gia khóa học. Em chào chị. Chào em. Chị có thể giới thiệu một chút về bản thân được không ạ? Chị là Quỳnh, chị đến từ Hà Tĩnh. Chị sinh năm 1994. Hiện tại thì chị đang tham gia khóa học nào tại Hàng Thu Makeup Academy ạ? Chị đang tham gia khóa học nâng cao 5 ngày tại Hàng Thu Makeup Academy. Vậy thì sau 5 ngày học thì chị đã được trải nghiệm những gì? Chị có thể chia sẻ cho mọi người biết được không? Trong khóa học 5 ngày này thì chị được tham gia buổi training của cô Hàng Thu và được tham gia các ngày học. Trong các ngày học đó thì chị đã được cô Hàng Thu và các bạn trợ giảng hỗ trợ để cho chị hoàn thành các cái bài học và trả bài cô sau buổi training. Và thấy 5 ngày học tuy là ngắn nhưng mà chị đã thấy mình là tiến bộ hơn so với cái ngày buổi đầu rất là nhiều. Vậy thì sau khi kết thúc khóa học này thì chị có ý định sẽ quay trở lại học viện không ạ? Thực ra là trong quá trình đăng ký học ấy thì mình muốn đăng ký học 10 ngày. Nhưng mà do chưa sắp xếp được thời gian nên là mình tham gia khóa học 5 ngày. Và chắc chắn là sau khóa học này thì nếu mà có cơ hội sắp xếp được thời gian ổn định thì mình sẽ tham gia tiếp khóa học ở cô ạ. Sau khóa học thì mình rất là cảm ơn cô Hằng Thu, cô Dương Quỳnh và các bạn trợ giảng đã hỗ trợ cho mình từ những cái buổi học đầu tiên tới ngày hôm nay ạ. Có cơ hội thì mình sẽ tham gia các khóa học sau này ạ.